cái hàng me tây rất là đẹp. Oh.
À, phía trước là công viên Lưu Hữu Phước, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước nổi tiếng là cái bài Lên Đàn ấy các bạn. Nào anh em ta đó ở Cần Thơ có công viên hết sức là đẹp, rộng thoáng, đó là công viên Lưu.